Xin chào các bạn, nếu các bạn lần đầu tiên xem video hướng dẫn các dự án này đó trên kênh của mình thì bất chút thời gian cho mình nút like nút cái kênh đồng hồ mình nhé. Thưa các bạn, trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người tải và cài đặt ứng dụng ví Sui Wallet Statnet ở trên điện thoại nhé, cũng như là trên chúng ta sẽ dùng trình duyệt Kawaii Browser hoặc là trình duyệt Mixed mọi người nhé. Trình duyệt này thì thay thế cho ứng dụng PC, tức là điện thoại. Các bạn có thể sử dụng như là trình duyệt trên máy tính nhé. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào cửa hàng Play hoặc cửa hàng iOS, các bạn tải cho mình cái ứng dụng Kawaii Browser này, các bạn sẽ mở lên cài đặt cho mình. Sau khi nó sẽ cài đặt nó có giao diện thế này thì các bạn sẽ bấm vào phần ba này ở đây, các bạn sẽ kéo xuống tìm cho mình cái dòng chữ là tiện ích mở rộng nhé, bấm vào. Rồi ở đây thì các bạn sẽ bấm vào phần ba gạch để bấm ba gạch ở đây này, sau bạn kéo xuống này tìm cho mình chữ là mở cửa hàng Chrome trực tuyến, bấm vào đây. Các bạn sẽ đợi một lát để nhận loát nhé. Ok, sau khi vào đây rồi các bạn bấm vào chữ tìm kiếm trong cửa hàng, bấm vào đây. Các bạn tìm kiếm cho mình chữ Sui Wallet. Rồi, sau đây các bạn bấm vào tìm kiếm cho mình nhé. Đấy, sau khi tìm kiếm mọi người đợi một lát để nhận loát. Đây nó đang xoay này. Đấy. Ở đây có hai cái địa chỉ ví Sui này. Thì các bạn có tải và cài đặt cho hai cái ứng dụng này cho mình nhé. Bỏ bấm vào đây, Sui Wallet này. Rồi các bạn bấm vào chữ thêm vào Chrome. Đấy. Các bạn sẽ đợi một lát để nhập thêm vào, bấm chữ OK. Đợi nó kiểm tra nhé. Ở trên cái ví Sui ES thì cũng tương tự như thế này, các bạn bấm vào chữ thêm vào Chrome nhé. Đấy. Các bạn sẽ đợi một lát. Sau khi đã xong rồi thì các bạn sẽ hiển thị, nó sẽ hiển thị như thế này. Các bạn sẽ bấm vào chữ Get Started này. Ở đây các bạn sẽ này, một là tạo ví mới này, hai là nhập 12 ký tự các bạn đã có ví này. Và chúng ta sẽ bấm tạo ví mới nhé. Đây, ở đây thì các bạn sẽ nhập mật khẩu, nhập lại mật khẩu, sau đây bấm tích vô vuông, bấm Create Wallet cho mình. Rồi các bạn bấm Create Wallet. Ở đây nó sẽ cung cấp cho mọi người profile này để mọi người có thể sau này các bạn khôi phục ví nhá. Đấy, các bạn nhớ lưu lại cho mình, sau đây bấm tích vào đây và bấm vào Open Sui Wallet. Ok, như vậy là chúng ta hoàn thành nhá mọi người nhá. Bấm vào Open Sui Wallet thì các bạn sẽ mở lên. Đấy. Sau khi vào đây thì mọi người để cho mình này, các bạn sẽ thấy chữ dòng Request Testnet Sui Wallet, các bạn bấm vào đây để kích claim một cái token Sui Testnet mọi người nhé. Đây các bạn sẽ nhận được token Sui Testnet vĩnh viễn luôn mọi người nhé. Đấy, đợi một lát để nó load này. Nó báo dòng chữ đỏ thì các bạn cứ click nhiều lần cho mình nhé, khi nào nó mất được cái dòng chữ này, nó có chữ socket ấy là được nhé. Đấy, mọi người sẽ đợi một lát. Đây, hiện tại có khá nhiều người claim mà. Vẫn chưa được nhé, kích khi nào được luôn mọi người nhé, nó bị lỗi mà. Vẫn chưa được nữa. Lưu ý với các bạn, khi các bạn nhận được cái token Sui này là các bạn sẽ không thể chuyển bán được token nhé. Ở đây là Sui Testnet mọi người nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ nhận được token này để tham gia các dự án Sui Testnet. Sau này thì có Research Arctic nó phân phối cho mọi người thì mọi người sẽ nhận được token Sui Mainnet mọi người nhé. Đấy, và khi đây chúng ta có thể giao dịch và bán được token nhé. Đấy. Đấy thì video hôm nay thì mình hướng dẫn mọi người tạo ví Sui để tham gia các dự án AirDrop đến từ Sui Wallet, Sui Testnet. Thì sẽ có những cái dự án Sui Testnet mình sẽ chia sẻ đến kênh Telegram hoặc là kênh YouTube thì mọi người nhớ đón xem nhé. Đây là một dự án nó khá là ngon nên mọi người không nên bỏ qua những chỗ kèo đến từ Sui Testnet cho mình. Đấy, thì ở đây thì mọi người sẽ nhớ là mọi người claim để nhận được cái token Sui ở đây để mọi người tham gia dự án Testnet mọi người nhé.
Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.